Huỳnh Như chia sẻ xúc động ở lễ xuất quân đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023. Tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như khiến cả khán phòng nghẹn ngào với bài phát biểu từ đáy lòng. Giấc mơ được chơi tại World Cup với bóng đá nữ Việt Nam đã trở thành hiện thực. Trong những ngày qua, đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị chu đáo nhất trước khi đến với sân chơi bóng đá thế giới. Vào sáng nay ngày 4 tháng 7, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cùng AC Cúc đã tổ chức lễ xuất quân cho đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam tham dự đấu trường thế giới. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã bày tỏ: "Tôi và các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam rất vinh dự khi tham dự lễ xuất quân dự World Cup. Lần đầu tiên trong lịch sử, quốc ca Việt Nam được vang lên tại đấu trường World Cup nữ. Chúng ta đã chờ đợi rất nhiều năm, trải qua một hành trình dài với định hướng và sự đầu tư đúng đắn. Chúng tôi biết ơn sự ủng hộ của lãnh đạo đảng, các bộ ngành và sự ủng hộ của người hâm mộ. Toàn đội xin hứa đoàn kết và thi đấu quyết tâm ở World Cup." Huỳnh Như, một trong những trụ cột của tuyển Việt Nam giành vé dự World Cup 2023, có phần phát biểu khiến cả khán phòng lặng đi. Cô xưng con, phát biểu gây xúc động: "Tham dự World Cup 2023 không chỉ là ước mơ của con, bóng đá nữ Việt Nam, mà là ước mơ của người hâm mộ nước nhà." Sau khi giành tấm vé dự World Cup 2023, toàn đội bước vào quá trình tập luyện nghiêm túc vì biết rằng vinh quang luôn đi kèm trách nhiệm. Sự tin yêu, kỳ vọng người hâm mộ rất lớn, đây cũng là điều tuyệt vời nhất mà bóng đá Việt Nam đã làm được. Con xin cảm ơn các thế hệ cầu thủ nữ Việt Nam từ giai đoạn khó khăn nhất đến bây giờ, khi bóng đá nữ vươn tầm thế giới. Toàn đội hứa sẽ quyết tâm đem về những điều tuyệt vời nhất cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Vào trưa ngày mai ngày 5 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam lên đường tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023, diễn ra ở hai quốc gia Australia và New Zealand. Chúng ta nằm ở bảng E cùng với Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha thi đấu tại New Zealand. Việc di chuyển sang New Zealand trước hơn nửa tháng, ngày 22 tháng 7 thầy trò ông Chung đá trận đầu tiên gặp Mỹ, sẽ giúp tuyển Việt Nam có thời gian làm quen với khí hậu của nước chủ nhà. Trước đó đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu hai trận giao hữu gặp chủ nhà New Zealand vào ngày 10 tháng 7 và đội tuyển Tây Ban Nha vào ngày 15 tháng 7. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.